sáng 21 tháng 12, đoàn tàu ba toa đầu tiên của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được kích hoạt chạy thử ở vận tốc tối đa 20 km h từ ga Bến Xe Suối Tiên đến ga Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Theo kế hoạch, tàu Metro được chạy thử nghiệm trong 30 phút, từ 10 giờ đến 10 giờ 30 Tàu sẽ di chuyển tại điểm đầu là ga Bến Xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia đến ga Công nghệ Cao thì dừng 5 phút để khách tham quan. Sau đó tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức và kết thúc tại ga Bình Thái. Theo thiết kế, tốc độ cho phép tàu chạy đoạn trên cao là 110 km một giờ. Nhưng quá trình chạy thử, tàu bắt đầu với tốc độ 5 km một giờ, sau đó tăng lên tối đa 20 km một giờ. Kết thúc giai đoạn thử nghiệm ở đoạn trên cao này, tàu có thể lăn bánh thử trên toàn tuyến từ Deport đến ga ngầm Bến Thành, quận 1. Trường hợp thử nghiệm ổn định, tàu được đánh giá nghiệm thu để đưa vào khai thác. Ngược lại, quá trình thử nghiệm quay về bước đầu tiên Metro số 1 dài 19,7 km từ Bến Thành, quận 1 đến Depot, Long Bình. Tổng vốn được tư hơn 43.700 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga ca trên cao. Toàn dự án đã có 17 trên 17 đoàn tàu, 51 toa được nhập từ Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh. Công trình hiện đạt khoảng 93% tổng khối lượng. Hồi cuối tháng 8, đoàn tàu đầu tiên trong số 17 đoàn tàu Metro đã được vận hành thử nghiệm trên 300 mét đường dây. Hệ thống kỹ thuật tàu sau đó cũng được đánh giá hoạt động ổn định. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là một biểu tượng đẹp cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang các bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tư vấn NGPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Nhà thầu Hitachi cho biết, việc thực hiện chạy tàu thử nghiệm để kiểm tra, đảm bảo ổn định các chức năng về hệ thống đường dây, cung cấp điện và hệ thống tiếp điện trên cao OCS, xác nhận quy trình thử nghiệm và vận hành thử qua chạy thử nghiệm cho thấy mọi tính năng đều vận hành thuận lợi. Sau khi chạy thử nghiệm đánh giá xác định khả năng vận hành của đoàn tàu theo các tiêu chuẩn của dự án, nhà thầu Hitachi sẽ chuẩn bị tiến hành vận hành thử nghiệm sắp tới cho đoạn trên cao với toàn bộ các hệ thống vận tải tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu kết hợp với các hệ thống còn lại tại các nhà ga. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tiến độ thi công toàn dự án Metro số 1 đã đạt 93,56%.